Aló. Dios. Ôi, thế thì mai nhận được không em? Ship trong ngày không có vì anh toàn ship theo cái dịch vụ của Viettel là hôm nay gửi thì mai nhận được thôi. Để ra coi. Anh lại không biết cái dịch vụ đấy hay em gọi hộ cho anh được không? Ừ nhá, em bảo là em bảo người ta đến anh cứ bảo người ta đến số 25 lô 4B đường L2. Đối diện với cổng trường cấp 2 đường lề, cứ bảo đến đối diện với cổng trường cấp 2 đường lề gọi điện ra. Đánh mang ra ra.
Ha ha ha.